Chào các bạn, hôm nay Thoa sẽ giới thiệu đến các bạn một món đó là thịt ba rọi kho keo ha, kho tiêu á, mình kho rồi. Cái này là bí chanh nè, ăn nữa mình sẽ luộc mình ăn kèm. Thì cái này gồm 2 muỗng đường, 2 muỗng canh đường, 1 muỗng cà phê nhỏ bột ngọt, 1 muỗng tiêu. Cái này là ớt và tỏi mình đã sắc nhỏ ra, cái này là hành tím và cái này là 2 muỗng canh mắm. Thì đây là mình sẽ bật lò lên nè cho nó nóng. Sau khi nóng đây, cái phần thịt ba rọi á mình mua về mình đã sắc nhỏ rồi. Thì khi mà chảo nóng thì mình cho hai vô. Cái này là cơm nè, đây cơm là mình nấu trong cái lọ này rất là dễ thương. Thì lát nữa nó sẽ có cái phần cơm cháy ở dưới á, mình ăn kèm với lại thịt kho tiêu rất là ngon nha các bạn. Mời các bạn theo dõi nha. Thì khi mà cái thịt của mình á, mình đã trao cho nó săn lại á, thì đây mình sẽ cho vô một cái nồi kho, nồi kho tổ. Đó, còn cái phần này đây, cái nước mỡ này á mình cho hành tím vô. Mình cho hành tím vô. Mình cho hành tím, mình đảo lên. Mình đảo thì nó hơi vàng vàng á, nó nhanh cháy lắm nha các bạn. Thì mình cho tỏi với vài lát ớt vô luôn. Đây là 2 muỗng canh đường với lại 1 muỗng nhỏ bột ngọt và 1 muỗng tiêu mình bỏ vô luôn. Để mình làm cái nước này á, để mình đổ vô mình kho cái thịt kho tộ mình cho nó ngon nha các bạn. Lát nữa mình nêm nếm cái gia vị thêm lại một lần nữa. Mình có thể dùng hạt điều á, hoặc là mình cho một
một ít màu vô cho lát nữa nó có màu cho nó đẹp nha. Tại mình kho tổ cái màu nó phải lên nó vàng vàng á, nó đẹp. Wow, hai muỗng canh mắm và hai cái chén nước nhỏ là nó vừa ăn rồi nè các bạn. Thì để mà cái phần thịt của mình á nó mềm nó ngon thì đây mình sẽ đổ vô cái này. Mình sẽ đổ vô. Mình sẽ đổ vô. Các bạn thấy sôi không? Thấy hấp dẫn không? Mấy cái miếng sắc ớt nè, mình sẽ bỏ lên trên. Mình có thể cho một cái hai trái ớt trái vô cho nó đẹp. Thì bây giờ là các bạn chỉ mở lửa nhỏ thôi ha, mở lửa riu riu thôi để nó thấm cái phần thịt của mình, nó sợi cái thịt kho tộ của mình lại á. Thì khoảng 5 đến cái này khoảng 5 đến 10 phút thì cái thịt của mình nó mềm. Thì các bạn có thể dùng với cơm và cái bí chanh luộc hồi nãy mà Tho nói. Và các bạn thấy cái nồi thịt của mình nó rất là ngon, cái mùi thơm của nó rất là hấp dẫn các bạn. Thấy không? Nó đã kêu lại rồi nè. Mình nêm nếm lại một lần nữa nè. Wow, cái này là ăn cơm mà với rau luộc ha, bí luộc mà với cái món kia mà cũng là hết sảy luôn đó các bạn. Thấy không? Đây, màu này rất là đẹp. Đây các bạn thấy hấp dẫn không ạ? À? Đây, đây là nồi cơm, đây, còn nóng hổi luôn. Cái này là bầu, cái này là bí chanh đã luộc xong, mình có thể chấm với mắm ớt tỏi hoặc là lát nữa mình có thể chấm với lại thịt ba rọi kho quẹt ha. Cái này là canh, canh bầu nấu với tôm. Đây, đây các bạn đây nha, mình. Wow, hấp dẫn không cả nhà. Ăn cái này là thôi chưa. Hấp dẫn không ạ? À? Bơi cơm. Wow, cái phần cơm cháy ở dưới này nó rất là ngon lắm luôn. Đây, cái này mà mình ăn cơm cháy mà với cái thịt kho quẹt là hết sảy luôn đó các bạn. Ha, cháy nè. Wow, ngon quá, thơm quá. Cảm ơn mọi người đã theo dõi chương trình của Thoa. Thì nếu các bạn yêu mến cái kênh của Thoa thì hãy đừng quên là like và bấm một cái nút theo dõi để Thoa
rồi có nhiều món ăn để mà gửi đến các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều, hẹn gặp lại các bạn vào những video lần sau. I